Xin chào quý phụ huynh và các em học sinh. Sau đây cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con lớp 3 chúng ta học tập làm văn bài kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật tuần 23, sách giáo khoa trang 48. Trong bài ngày hôm nay các con sẽ thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là kể lại buổi biểu diễn nghệ thuật mà các con đã được xem. Nhiệm vụ thứ hai là các con sẽ viết những điều các con vừa kể thành một đoạn văn khoảng từ 7 đến 10 câu. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con thực hiện nhiệm vụ thứ nhất. Để các con có thể kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật thì các con hãy nhớ lại, hồi tưởng lại xem là các con đã được xem những buổi biểu diễn nghệ thuật gì. Các con có thể là xem các buổi biểu diễn đó ở các cái rạp xiếc, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, hoặc là các con có thể là xem các cái buổi biểu diễn nghệ thuật đó ở trên TV để các con kể lại. Thì các con hãy kể theo gợi ý sau đây. A. Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì? Kịch hay là ca nhạc hay múa hay là xiếc? Rồi buổi biểu diễn được tổ chức ở đâu, khi nào? Và em cùng xem với những ai? Buổi biểu diễn có những tiết mục nào? Các con kể ra. Rồi em thích nhất tiết mục nào? Và hãy nói cụ thể về tiết mục ấy. Sau đây cô sẽ kể mẫu cho các con một cái buổi biểu diễn nghệ thuật xiếc theo cái gợi ý trong sách giáo khoa. Em đã được xem một buổi biểu diễn nghệ thuật xiếc tại rạp xiếc thành phố vào ngày chủ nhật tuần trước. Em cùng đi xem với lại bố mẹ và em trai của em. Trong buổi biểu diễn nghệ thuật đó có các cái tiết mục như là đu quay, người đi trên dây, xiếc hổ, nhảy qua vòng lửa, khỉ đi xe đạp, voi đá bóng, chó học bài. Nhưng trong các tiết mục ấy thì em thích nhất là tiết mục chó học bài. Trên sân khấu xuất hiện một chú chó béc to cao, mặc bộ quần áo di lê thật dễ thương. Khi thầy giáo viết phép tính 1 cộng 1 thì chú chó liền sủa to 2 tiếng. Khi thầy viết phép tính 3 cộng 1 thì chú chó sủa to 4 tiếng. Mỗi lần chú làm toán đúng thì khán giả vỗ tay rất là nhiệt liệt để khen ngợi chú. Buổi biểu diễn xiếc đó thật là thú vị, làm cho mọi người quên đi mọi mệt mỏi của cuộc sống. Vừa rồi các con vừa nghe cô kể cho các con nghe mẫu về một buổi biểu diễn nghệ thuật xiếc. Các con chú ý là các con có thể kể không theo trình tự gợi ý, mà các con kể theo cái suy nghĩ và cái cách nhớ của các con. Các con nhớ cái nội dung chi tiết nào trước thì các con kể trước. Tuy nhiên thì các con hãy lựa chọn những cái từ ngữ để khi các con kể nó nghe nó suôn câu, trôi chảy và tự nhiên. Vừa rồi thì cô vừa hướng dẫn cho các con kể miệng. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con viết lại cái lời kể của các con thành một đoạn văn. Thì các con lưu ý là khi các con viết lại cái lời kể thành một đoạn văn thì các con chú ý là các con trình bày cái đoạn văn đó như sau. Ở đây là cô có cái bài, một bài mẫu viết về cái buổi biểu diễn nghệ thuật. Thì các con sẽ viết, đầu tiên là các con sẽ viết câu mở đoạn này. Các con sẽ viết thụt vào một ô. Hết câu mở đoạn thì các con chấm. Sau đó các con sẽ viết về nội dung của cái bài. Các con cũng thụt vào một ô. Sau đó các con trình bày cái nội dung của cái buổi biểu diễn nghệ thuật. Sau khi trình bày hết nội dung thì các con chấm và các con xuống dòng, các con thụt vào một ô để các con viết cái câu kết đoạn. Câu kết đoạn thường là cái cảm xúc và cảm nghĩ của các con về cái buổi biểu diễn nghệ thuật đó. Lưu ý là khi viết bài các con chú ý sử dụng dấu câu. Các con hết ý thì các con sẽ sử dụng dấu chấm. Và nếu như trong câu có nhiều ý thì các con tách ý bằng dấu phẩy. Và lưu ý là
các cái chữ đầu câu các con phải biết hoa. Sau đây thì cô sẽ đọc lại cái bài văn kể về buổi biểu diễn nghệ thuật. Tối chủ nhật tuần trước, em được bố mẹ cho đi xem xiếc ở rạp xiếc thành phố cùng với em trai của em. Buổi biểu diễn có các tiết mục như đu quay, người đi trên dây, xiếc hổ nhảy qua vòng lửa, khỉ đi xe đạp, voi đá bóng, chó học bài. Trong các tiết mục ấy, em thích nhất là tiết mục chó học bài. Trên sân khấu xuất hiện một chú chó béc to cao, mặc bộ quần áo di lê thật dễ thương. Khi thầy giáo viết phép tính 1 cộng 1, chú chó liền sủa to 2 tiếng. Thầy viết phép tính 3 cộng 1, chú sủa to 4 tiếng. Mỗi lần chú làm toán đúng thì khán giả vỗ tay cổ vũ nhiệt liệt khen ngợi chú. Buổi biểu diễn xiếc đó thật là thú vị, làm cho mọi người quên đi mọi mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày. Vừa rồi thì cô vừa giới thiệu cho các con một cái bài viết về buổi biểu diễn nghệ thuật xiếc. Sau đây thì cô sẽ giới thiệu thêm cho các con một bài viết về buổi biểu diễn văn nghệ ở trường. Thì cách trình bày các con cũng viết câu mở đoạn này, giới thiệu về buổi biểu diễn đó là gì, sau đó thì nội dung theo gợi ý, và cuối cùng là cái câu kết đoạn. Cô sẽ đọc cho các con nghe cái bài tiếp theo. Nhân dịp 20 tháng 11, trường em tổ chức hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đúng 7 giờ 30 phút sáng, các thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh đã có mặt đông đủ. Sân khấu của trường được trang trí rực rỡ, có đến 20 tiết mục của 20 lớp trong trường. Lớp thì hát đơn ca, lớp hát song ca, tốp ca, lớp thì múa quạt, múa nón, múa lụa, lớp thì diễn kịch, vân vân. Em thích nhất là tiết mục múa của lớp 3A1, bài Bông Hồng Tặng Cô. 8 bạn nữ mặc đầm trắng, tay cầm hoa, múa rất dẻo, đều và đẹp nữa. Các bạn tươi xinh và vô cùng duyên dáng. Kết thúc mỗi tiết mục là những tràng vỗ tay như pháo nổ. Buổi biểu diễn văn nghệ thật là đặc sắc và ý nghĩa. Thì vừa rồi cô vừa hướng dẫn cho các con cách kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật và cách trình bày một đoạn văn. Mong rằng các con sẽ tiếp thu bài tốt và các con kể thật là tự nhiên, trôi chảy ở trên lớp của mình. Cuối cùng thì cô chúc cho các con hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các con.